lòng anh chán yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình ta mong manh xóa ngày xanh, đành cầm nín em đau hay tình anh. Một xuân đến bên em tươi cười. Hello, xin chào tất cả mọi người, em là Mai Trường, hiện tại đang công tác tại Shop Big Thu âm livestream chuyên nghiệp Mai Hải Long Studio, chuyên cung cấp những cái dòng podcast thu âm livestream chuyên nghiệp từ bình dân đến cao cấp tại Việt Nam và nước ngoài nhá. Và hôm nay ở trên video này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm sau cạc Iconobox Pro Mic MHD68 nha. Một bộ sản phẩm bình dân nhưng mà chất lượng thanh rất là hay nha. Và kèm với đó là một cái cục box livestream LT12 và laptop cài đặt sẵn phần mềm Cubase 13 nhá mọi người nhá. Và hôm nay video này sẽ là video âm thanh của nguyên một combo này nhá. Mọi người cùng nghe âm thanh nha. Em sẽ mở vang lên để hát cho mọi người. Rồi lên nhạc nào. Mãi một tình yêu nhá mọi người nhá. Đêm từng đêm khi màn sương bước xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ em. Những tiếng cười rộn vang khu trời, rồi lúc đôi hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, rồi những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để nghe con tim thiết tha. Lòng anh chán yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình ta mong manh xóa ngày xanh, đành cầm nín em đau hay tình anh. Một xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Một xuân đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lo ngỡ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một ngày mai hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi. Phải không em? Rồi ok mọi người ạ, vừa rồi là âm thanh của một nguyên một combo bộ hát như thế này nha. Và chính là sau cạc Iconobox Pro và Mic MHD68 nha mọi người. Và anh chị em nào mà muốn mua nguyên một combo này thì hãy inbox trực tiếp cho em nha. Còn các chị mua lẻ cũng vậy, mua bộ hát thôi thì cũng có thể inbox trực tiếp cho em nha. Thông tin liên hệ thì em sẽ để ở dưới cái góc bên dưới của video. Anh chị em nào mà thấy âm thanh ok muốn mua, inbox trực tiếp cho em để em có thể hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.